Xin chào mọi người đã quay lại kênh Hoa Lan Xanh của em Lam. Hôm nay em chia sẻ cho mọi người cách mà em tách và dâm một củ kiếm già để cho nó nhanh lên. Mình chơi thì em sẽ hướng dẫn mọi người chơi theo cách tự nhiên. Có nghĩa là mình càng ít dùng phân thuốc thì càng tốt. Chứ còn những cái người mà họ kinh doanh buôn bán ấy, thì họ dùng phân thuốc để làm gì? Để cho nó nhanh là một, thứ hai cho nó to lá, cho nó khỏe để họ bán kiếm tiền. Thì mình không thể, mình chơi thì mình cũng không nên lạm dụng quá nhiều phân thuốc để làm gì. Thì mình cứ làm sao theo cách tự nhiên nó lên là được. Còn phân thuốc chỉ hỗ trợ thôi, còn ai dùng phân thuốc thì vẫn có thể dùng mà, chứ cũng không nhất thiết là phải chơi hoàn toàn tự nhiên. Mình chỉ thêm phân thuốc gọi là hỗ trợ thôi. Còn mình chơi được tự nhiên mà không cần phân thuốc thì nó càng tốt thôi. Đây, hôm nay em sẽ tách cái củ kiếm này ra. Củ già nhưng mà nó cũng phải, lá nó cũng phải 5 cm. Mọi người tách ấy thì phải kiếm con dao thật sắc và sạch nhé, để cho nó dứt khoát, chứ đừng nhay nhiều quá là nó ảnh hưởng đến cái rễ của những cái củ tơ. Củ tơ mình để lại mà, bây giờ mà mọi người cứ nhay nó lung lay. Và đây mọi người nhìn thấy không, cái chậu kiếm của em nó rất nhỏ thôi, nó không to đâu, nhưng mà cây nó vẫn rất to và rất côn. Không nhất thiết là phải dùng cái chậu to phạc ra như thế này xong rồi trồng vào giống như kiểu mấy anh trồng lan va. Mọi người chơi thì làm sao nó nhỏ thôi, đỡ tốn diện tích. Để bây giờ em sẽ tách ra. Cái củ này cái phần tiết giáp của nó bị một cái rễ đâm vào nên là cắt luôn. Cắt một cái rễ thì không được gì. Cái con dao này nhục quá, nên dùng cái kìm bấm này. Dùng cái kìm này thì nó một phát nó đứt, nhưng mà cái phần bên này nó to quá nó ấy. Bây giờ mà lại đang làm này mà chạy về lấy dao nữa mất công ấy. Đấy, bây giờ. Ok. Được rồi. Đây, tách xong thì nó có cái vết vết mà nó ngày trước nó đẻ từ cái củ này, nó đẻ ra hai cái củ này. Thì mọi người lấy nếu mọi người mà dùng keo liền sẹo nhá, thì mọi người để cho cái vết này nó khô rồi mọi người hãng bôi keo liền sẹo. Còn dùng nhựa da đam ấy, thì mọi người bôi vô ngay. Cái nhựa da đam này ấy, bạn nào mà dùng ấy, thì biết nó rất tốt luôn, sát khuẩn và liền vết thương rất tốt luôn. Còn hơn cả keo liền sẹo. Keo liền sẹo chỉ có tác dụng là bịt cái vết khuẩn lại thôi. Nhưng mà nếu mà mọi người không biết dùng, mọi người cắt ra phát mọi người bịt vào luôn ấy, thì cái trường hợp thối nó cũng có, vì nó chưa thoát được những cái hơi nước mà nó thoát ra cái chỗ đấy. Mọi người bôi vào luôn là nó đọng nước ở cái chỗ keo liền sẹo đấy với lại cái vết thương. Mọi người cứ bôi cái nhựa nha đam này vào và để 2 ngày 3 ngày, nếu mà mùa nắng thì để 2 ngày 3 ngày rồi hãng tưới bình thường không sao cả. Vì cây lan mọi người có để 1 tuần thì nó cũng không chết và nó cũng không nhăn được, vì trong cái chậu này ấy, để 2 ngày thì nó cũng không thiếu độ ẩm đâu, nên là mọi người không sợ nó chết nhé. Cái cây này, những cái cây này mọi người muốn cho nó đứng lên hoặc là cho nó kiểu đẻ để cho nó xoay đều ấy, thì mọi người vặn như này và cố định lại, thì cái bên này nó sẽ đẻ ra đây. Nếu mà mọi người để tự nhiên ấy, thì nó đẻ ở chỗ này. Mọi người có thể vặn để cái mầm này nó đẻ ra ngoài và để cố định vậy. Đấy, thì mai mốt nó đẻ vùng quanh nó sẽ đẹp, có một chậu kiếm đẹp. Đây, giống như cái cây này của em này. Đây là hai củ già vừa tách ra của một chậu vị hoàng với lại một chậu là kiếm tiên vũ thôi. Nhưng mà hoa to đẹp em thích. Đây, cây này đẻ gần đều rồi. Đấy, sang năm cuối năm nay nữa thôi là nó đều, nó vòng tròn rồi. Cái củ này đây, có củ này ngày trước không vặn nên là cái mầm này nó đẻ vào trong, với lại một phần là do hướng nắng nữa. Ví dụ cái hướng nắng mà nó chỉ có một hướng thôi ấy, thì những cái củ tơ đâm ra nó sẽ ăn về cái hướng nắng. Đây, mọi người nhìn thấy. Ví dụ cái mầm này nó đang đẻ về bên này rồi thì cái mầm, hai cái mầm tơ của củ này nó cũng đòi ăn ra theo vì hướng nắng không đều. Đây, quan trọng là cái này đây. Cái cây này nó cũng không ăn về cái hướng bên này mà nó đang đòi ăn về cái hướng nắng ở đằng người em đây. Nên là cây này xoay, và nếu mà muốn đẹp nữa thì để ra cái chỗ có nắng. Mầm đang lên rất nhiều luôn. Kiếm này mọi người chơi thì cứ yên tâm, nó khỏe thì nó ra hoa thôi chứ cũng không cần kích hoa làm gì nhé. Mọi người có kích mà nó chưa đủ dưỡng chất ấy, cái cây nó chưa đủ dưỡng chất ấy,
là nó sẽ ra mầm thôi, chứ còn kể cả phi điệp cũng thế, mọi người có kích vào, có nhiều cây và có nhiều người cứ bảo là dùng kích này kích kia thì sẽ kích được ra hoa, nhưng mà thực chất ra ấy, nó đều phụ thuộc ở cái cây đấy có đủ sức, đủ dinh dưỡng để ra hoa hay không thôi. Kể cả ví dụ nó đủ nhưng mà mình kích ấy, thì ra bông hoa nó cũng không được đẹp đâu. Và cái củ này thì cũng thế, củ này thì mọi người cũng cứ bôi cái vết cắt ấy, mọi người cứ bôi vào, bôi vào, và đây bôi vào như thế này nhá, thì mọi người nhớ là bôi vào như thế này để khô, để khô trong vòng mọi người cứ để trong chỗ mát cho nó khô tầm 2 ngày là nó khô rồi. Nếu mà mọi người bôi nhựa nha đam này 2 ngày là nó khô rồi. Thực ra mọi người để 2 ngày 3 ngày không sao, để 2 ngày 3 ngày nó khô ấy, thì lại càng nhanh kích thích cho nó mọc ra rễ. Giống như kiểu mình để tự nhiên ấy, con người đói thì phải khát nước, phải đi tìm nước uống. Thì cái cây này cũng thế, ví dụ nó thiếu nước là tự nó phải đâm rễ ra, và không cần kích, mọi người không cần kích thuốc nhé. Theo cái bản năng tự nhiên, bản năng sinh tồn của dòng lan ấy, thì khi mà nó còn liền ở trên cái cây tơ kia thì nó sẽ đẻ ở cái mầm tơ. Nhưng mà khi mọi người tách ra cái này rồi đấy, thì bắt buộc những cái mầm này, ví dụ mầm ở mé này hết rồi ấy, đây, cái này còn một mầm này đây, thì nó sẽ lên ở cái mầm này. Hoặc ví dụ mầm này không còn thì nó sẽ lên ở cái bẹ lá này. Đây em bóc ra cho mọi người xem. Mọi người bóc ra cũng được, không bóc ra thì nó vẫn lên nhé. Đây, cái bẹ lá này nó có một cái mầm, có nghĩa là mỗi bẹ lá này lên được một mầm, thì cái mầm này nó sẽ tự lên. Mọi người kích thuốc vào thì nó nhanh thôi. Đấy là những cái người mà họ trồng để họ kinh doanh buôn bán. Còn mọi người chơi ấy, thì mọi người cứ thích thì kích vẫn được, không sao cả. Cái kiếm này nó khỏe lắm, mọi người kích được. Nhưng mà một cách tự nhiên thì đây, em chia sẻ với mọi người. Mọi người kiếm một cái chậu kín như thế này thôi. Trong 2 ngày cái này nó khô ấy, thì mọi người trong này vẫn để vỏ thông nhé, để vỏ thông bằng này thôi. Hoặc có thể dùng bằng cát nhé. Nhưng mà cách an toàn và cách gần như là mọi người ở nhà chơi lan thì ai cũng có vỏ thông và rêu đúng không? Thì mọi người đặt củ kiếm này vào đây. Khi mà mọi người đặt củ kiếm vào đây ấy, mọi người đặt chích cái mé mà có cái mầm này này lên mé, nghiêng lên mé trên một tí để cho nó nhanh đẻ lên. Nếu mà mọi người kích thuốc cả hai bên ấy, thì mọi người đặt thẳng như này. Đó, xong rồi mọi người phủ rêu vào đây. Đây, em lấy rêu phủ vào. Mọi người sợ nó thối, mọi người không dám phủ không? Nhưng mà trong vòng 2 ngày rồi các vết thương nó khô rồi ấy, thì mọi người có ngâm vào nước thì nó cũng ngâm vào nước, hoặc là ngâm vào vùi vào cát thì nó cũng không thối nhá. Bạn nào chơi kiếm lâu rồi chắc biết đúng không? Thì cho rêu vào đây để làm gì? Để cho nó tránh bị khô, tránh bị teo ấy, thì nó sẽ bù ẩm cho cây và bắt cái cây này nó sẽ tự nhiên nó ra rễ và ra mầm mới. Thì mọi người có thể cố định lại hoặc không cần cố định, cứ để cho nó dựa vào đây cũng được. Để dựa vào đây là để vào cái chỗ nào râm mát ấy, và tránh tưới nước, tránh kiểu nước mưa ấy. Xong rồi mọi người ví dụ thấy nó khô thì mọi người tưới, còn không khô thì thôi. Một thời gian khoảng tùy từng cây nhé, có cây thì khoảng 15 ngày thôi là mầm nó lên rồi và rễ nó ra rồi. Còn có cây nó già quá rồi ấy, thì nó phải cần thời gian lâu hơn. Đấy, mọi người có để như này cũng được thì mai mốt cái mầm này nó vẫn lên. Còn mọi người mà muốn cố định ấy, thì cứ cố định vào. Xong khi mà nó lên rồi ấy, khi mà nó lên rồi ấy, thì mọi người hãng rổ ra và trồng vào cái giá thể ấy, vỏ thông hoặc là đá bọt thôi. Đừng cho rêu, cũng đừng cho sơ dừa vào. Để làm gì? Để cho cái giá thể đấy nó bền, nó được lâu năm. Còn mọi người cho rêu, cho sơ dừa hoặc cho phân dê ấy, thì cây nó sẽ tốt, lúc thời gian đầu nó sẽ tốt. Nhưng mà cái phân dê hoặc cái sơ dừa hoặc cái vỏ rêu ấy, nó sẽ nhanh bị mục và cái giá thể đấy nhanh bị lấm bệnh. Nên là cái cách mà để nhanh cho nó mọc mầm thì mọi người làm cho nó mọc mầm ra dễ đã, xong sau đó mọi người ghép vào một cái chậu hoàn toàn bằng đá bọt và vỏ thông. Đây, chậu này của em hoàn toàn là đá bọt và vỏ thông, đá bọt ở dưới, vỏ thông ở trên, mà rêu nó vẫn mọc lên đây. Mà em không cho rêu, cái cây phi điệp thì em ghép rất nhiều rêu nhưng mọi người, mà cái này em không cho rêu. Mà cái giá thể này ấy, cái chậu này được va vào cái cây, cái chậu này nó được 2 năm rồi. Giá thể rất bền, nếu mà vào phi điệp mà cho rêu vào 2 năm ấy thì cái rêu nó mục ra bẩn lắm. Nên là mọi người cứ làm sao dâm vào đây để cho nó lên đã. Nó lên rồi thì mọi người ghép ra cái chậu kia ấy, thì rễ nó sẽ bám được. Còn mọi người mà ghép trực tiếp vào cái chậu chậu ví dụ chậu như cái chậu trồng kiếm này đi. Mọi người ghép trực tiếp vào đây thì cái này nó khô lắm. Nếu mọi người ủ rêu lên như thế thì cũng không ăn thua đâu. Mọi người cứ để vào cái chậu kín như này này. Em đảm bảo không chết được nhá. Nếu mà ai làm theo cách của em mà chuẩn
chuẩn là làm cho cái vết này nó khô nhé, mà nó chết nhé. Cứ như là em tặng cây khác đảm bảo không chết, nên là không phải sợ. Cái cách này làm đơn giản lắm, nó vừa đơn giản vừa nhanh nữa. Cái trường hợp mà mình ủ cho nó đủ độ ẩm với lại, giống như kiểu mọi người thấy người ta ngâm thóc không, cái hạt thóc ấy, người ta ngâm ấy là nó phải ấm, nó họ còn ngâm với nước ấm để cho nó nhanh kích thích mọc mầm lên. Nên là cái cây kiếm này thì mọi người cũng làm kiểu này thì rất đơn giản đấy. Còn làm xong rồi thì mọi người đem ra trồng, lúc đấy là trồng vào cái chậu hoàn toàn bằng vỏ thông hoặc đá bọt ấy, thì cái giá thể đấy nó rất bền, mọi người không phải thay, khi nào nó kín chậu hết rồi mới phải thay. Còn những cái nhà vườn mà họ trồng để bán ấy, thì tất nhiên là họ phải muốn nó đẻ nhanh này và cây to này, thì họ phải phân thuốc làm sao rất nhiều vào, để làm gì, để khi nó đẻ được nhiều cây thì họ tách ra họ bán được nhiều tiền. Còn mình chơi lan thì mình đâu nhất thiết là phải làm theo cái cách đấy đâu, đúng không? Mình chơi là để mang lại niềm vui, mang lại cái thư giãn cho bản thân mình, chứ không phải suốt ngày vác bình vác phân thuốc đi xịt để chăm sóc cho mấy cây lan, đúng không? Đấy, có thế thôi, rất đơn giản thôi nhé. Nếu mà mọi người làm mà chưa hiểu ở đâu thì cứ liên hệ em nhé, em sẽ tư vấn rất nhiệt tình luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Bye bye.